Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới rồi, tập 266, nhanh ha. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe 5 câu chuyện tâm linh của hai bạn gửi về cho mình. Nếu các bạn thích tập truyện này, hãy cho mình một nút like và nhớ là bấm đăng ký kênh để đón xem những cái tập tiếp theo nữa nha. Các bạn có thể gửi chuyện tâm linh cho mình tại đây qua gmail nguyenthienquynh01a@gmail.com hoặc fanpage Facebook yquỳnh23. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ chúng ta chính thức vào chuyện nha. Câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay của một bạn xin giấu tên, mình sẽ gọi tên bạn là Tuyền, bạn gửi về cho mình. Bạn nói là cái chuyện này xảy ra hồi lớp 8, nhưng mà tới bây giờ bạn sắp vào đại học rồi á, thì bạn luôn luôn nhớ về cái việc đó, giấc mơ đó và con người đó. Thật sự nha, khi mà chúng ta đi học á, sẽ gặp một giáo viên mà chúng ta rất là mến. Đa số mọi người luôn, số ít các bạn mới ác cảm với giáo viên thôi, nhưng mà đa số sẽ có một cái giáo viên mình rất là mến, rất là thương. Có người mình xem như là người nhà, là người mẹ thứ hai của mình luôn. Thì bạn này nói rằng á, khi bạn học lớp 8 thì một cô á, mình sẽ gọi cô, tên cô là cô An nha. Cô An chủ nhiệm lớp bạn. Cô An là một người khá là xinh, cô An chưa có chồng con gì hết trơn á. Lúc đó cô An 30 mấy tuổi rồi, nhưng mà cô An hiền lắm, hiền như cục bột luôn mọi người. Lớp bạn thì quậy đó, nhưng mà cô An làm chủ nhiệm á, không có la lớp bạn nhiều đâu, đa số là còn binh lớp bạn nữa. Không phải binh theo cái kiểu là cãi tay đôi với giáo viên khác, hoặc là bật lại hiệu trưởng, hoặc là la sang sảng, chửi sang sảng đâu. Không, cô rất là ôn hòa. Cô vào lớp nè, nói những câu nói đùa, rồi chêm vào đó những cái hậu quả mà các bạn sẽ lãnh khi quậy phá như vậy á. Cô làm cho không khí lớp nó vui hơn, nó hòa nhã hơn á. Thì lúc đó các bạn mặc dù rất là quậy, quậy lắm luôn, kiểu tuổi mới lớn mà, nhưng mà thương cô á, nên cũng kìm lại. Có thể nói là cái khoảng thời gian học đường từ lớp 1 đến lớp 12 thì cái năm lớp 8 bạn cho nó ý nghĩa và nó đẹp nhất luôn. Lớp bạn đoàn kết là cô á, ngoài việc mà dạy những cái bài học ở trong lớp, cô còn dạy ở bên ngoài nữa. Lâu lâu là kể câu chuyện này, câu chuyện kia để cho các bạn có cái bài học á. Rồi bạn á, thì gặp những vấn đề về điểm số, về học tập, về trắc trở gia đình này kia đó, thì bạn sẽ đến gặp cô. Cô cho bạn lời khuyên, an ủi động viên, có thể dành cả tiếng đồng hồ để cho bạn lời khuyên luôn á. Chính xác, cô là người có khả năng thấu hiểu cao và chịu khó lắng nghe lắm. Giống như cô sinh ra để làm cho nghề giáo viên gì mọi người. Thì bạn nhớ nhất cái khoảng thời gian mà cô với bạn ngồi dưới sân trường, ngồi dưới tán cây á, nói chuyện với nhau. Hoặc là hai cô trò đi song song nhau ở sân trường, hoặc là dọc hành lang lớp như nè. Nó đẹp lắm mọi người. Cô chủ nhiệm bạn hết năm lớp 8 đó. Đến khi mà hè lớp 8 nha, bữa đó bạn đang ở trong nhà, tự nhiên một đứa bạn của bạn ở trong lớp á, nó điện cho bạn, nó nói là: "Ê, cô An mất rồi kìa mày ơi." Lúc này bạn cứ nghĩ nó giỡn thôi, tại vì hồi tổng kết mình còn gặp cô rồi ăn liên hoan đó mà, làm gì mà cô mất. Cũng không nghe sớm nói gì luôn. Thường một người nào đó mất ở trong sớm hoặc là gần mất á, thì người ta sẽ đồn đoán, đặc biệt là cô giáo viên hiền và nổi tiếng nữa, người lớn cũng biết cô nữa. Thì sau đó bạn nói là mày giỡn hả? Nhưng không, nó chắc nịch với bạn là cô Tê mất rồi, cô Tê bị bệnh. Nó còn nói chi tiết được rằng là hiện tại cô An đang được gia đình đưa từ bệnh viện về nhà. Bây giờ tụi mình điện cho mấy bạn đi xuống dưới thăm cô, giống như gặp mặt lần cuối mọi người. Thì bạn nghe cô An mất á, bạn không muốn tin là sự thật đâu. Sau đó là đi bạn đập nhanh lắm nha, tay chân bằng bụng rủng. Thật sự, từ khi bạn biết cô đến khi mà được cô chủ nhiệm, mỗi lần bạn nhớ về cô là bạn cảm thấy vui lắm, cảm thấy ấm lòng á. Một người quan trọng với mình như vậy mà mất đột ngột á, cái bạn khóc rống, khóc to lên luôn. Bên điện thoại nó còn nói cái gì nữa đó mà bạn không có nghe, không nhớ. Sau đó mẹ với bà ngoại nghe được chạy lên, thì hỏi có vấn đề gì. Bạn kể cho hai người đó nghe và xin là xuống nhà cô An á. Thì mẹ với bà ngoại không có cho mọi người, tại vì nói là khoảng thời gian này nè, đưa cô về thì cô phải ở bên gia đình, rồi gia đình rất là lu bu, cả là bạn là con nít nữa, xuống dưới không có nên. Cái bạn khóc, bạn xin quá trời xin luôn, rồi mẹ mới thỏa thuận với bạn rằng đợi đi, ngày mai mẹ cho xuống. Thật sự là tối hôm đó bạn không ngủ được, bạn nhớ là những cái kỷ niệm bạn với cô á, rồi bạn khóc không à. Sáng thức sớm lắm nha, đâu tầm 9-10 giờ á, là tất cả các bạn đông đủ trước nhà cô An rồi, sau đó đi vào. Thì do là bạn thường xuyên đến nhà cô An chơi nên mẹ cô biết bạn, rồi mẹ cô á, khóc sưng mắt luôn mọi người. Tại vì cô mất rất là trẻ nha, tầm 30 mấy tuổi thôi. Nói chung là ai cũng tiếc cho cô hết. Và khi bạn đến là bạn thấy đông, rất đông luôn. Nào là học sinh, giáo viên, rồi họ hàng nữa. Có thể nói là cô này được nguyên cái trường thích luôn á. Thì sau đó mẹ cô có hỏi là
đến đốt nhang cho cô đi, rồi gặp cô lần cuối chưa. Thì đám bạn của bạn dạ chưa dạ chưa. Sau đó là mẹ cô dẫn đến cái bàn thờ cho tất cả các bạn đốt nhang xong, dẫn đến cái quan tài thì thấy là cô nằm trong quan tài rồi mọi người, và có một cái khăn đắp mặt lại. Và bạn thấy là cô mặc được bộ đồ màu trắng nha, nhưng hai cái tay và hai cái chân cô lòi ra, nó có màu vàng, vàng giống như mình bôi một lớp bột nghệ lên vậy á. Thì lúc này mẹ cô dở cái khăn che mặt cô ra, bạn nói là không hiểu vì sao lúc đó bạn thấy cô rất là xinh, rất là đẹp luôn. Cô nhắm mắt lại trang ngủ à, và các bạn khóc lên, khóc òa, khóc to lên luôn. Hồi nãy là thấy cái di ảnh của cô là rưng rưng nước mắt rồi, bây giờ được nước cái kiểu nó trào ra luôn vậy đó. Thì mẹ cô đắp khăn che mặt cô lại và dẫn các bạn ra ngoài. Thì lúc đó các bạn á, vẫn khóc nha, rồi chào những cái giáo viên dự đám tang xong rồi các bạn ngồi đó một xíu nữa đi về. Hôm sau á, là các bạn đến để đưa cô ra nghĩa trang. Thì tối hôm đó về bạn cứ day dứt kiểu nhớ mãi rồi không hiểu sao cái trong người bạn nó khó chịu lắm kìa. Rồi bạn nằm tối bạn ngủ bạn khóc, rồi bạn có nguyện là cô An ơi, nếu được thì cô An cho con thấy cô An đi, con muốn thấy cô An, con nhớ cô An lắm. Sau đó bạn nhắm mắt bạn ngủ, bạn chìm vô giấc ngủ rất là nhanh luôn. Thì bạn thấy rằng bạn đứng ở trong nhà của bạn, thì nhà bạn là nhà có 2 lầu, nhưng mà bạn thấy là bạn đứng ở tầng trệt với chị hai của bạn. Nhà bạn ở dưới quê, xung quanh là cây cối, nó tươi mát, buổi sáng là nắng chiếu vô lung linh luôn, trời quang mây tạnh, buổi chiều là nó mát mát nha. Nói chung là không bao giờ có cảm giác âm u trừ khi mưa thôi. Nhưng trong giấc mơ á, thì lúc đó cũng tầm chiều á, 3-4 giờ, nhưng mà không hiểu vì sao trời nó âm u, nó rờn rợn lắm kìa. Chị bạn và bạn đang đứng ở trong nhà nói chuyện với nhau ở trước tầng trệt luôn. Thì nhà bạn có một khoảng sân khá là rộng đó. Lúc này hai chị em ngồi nói chuyện xong thì chị bạn có nói với bạn là cô An đến rồi kìa. Thì lúc này bạn biết cái gì không? Bạn này á đang nói chuyện nhìn xung quanh, mặt đang ngẩng cao nha, thì nghe câu cô An đến rồi kìa là gục cái mặt xuống liền. Tại vì cái bạn này rất là sợ ma, sợ hồn. Hồi nhỏ bạn cũng bị nhát rồi, kiểu bạn cũng yếu vía. Bạn gục mặt xuống, bạn thấy được là cô đã đứng cách bạn chắc tầm một bước chân thôi à. Thì bạn thấy được cái hai bàn tay của cô và hai cái bàn chân của cô á, là nó vàng y chang trong quan tài luôn. Thì bạn hình dung ngay là cái khuôn mặt chắc y chang cái lúc bạn thấy mấy hôm trước thôi, nằm trong quan tài á. Do đó là bạn cứ gục mặt vậy nè. Thật sự là bạn muốn ngước lên lắm, nhưng mà bạn sợ. Bạn sợ ma, bạn sợ thấy những hình ảnh kinh dị khác á. Cái bạn cứ gục gè. Thì bạn nghe cái tiếng cô kiểu cười nhẹ mọi người. Sau đó là cô hỏi nè, hỏi về vấn đề học hành. Bạn nhớ mang máng thôi nha. Thì chuyện cách đây cũng 4-5 năm rồi mọi người. Rồi sau đó là cô hỏi vấn đề các bạn trong lớp, rồi gửi lời động viên cho chị hai bạn, cả bạn luôn. Cô nói cho bạn rất là nhiều điều. Thì sau đó là cô kêu là cô phải đi rồi. Tự nhiên ở dưới chân cô á, có ánh sáng nó chiếu vào sáng hết trơn cái sân nhà bạn luôn. Tự nhiên lúc này bạn rất là sợ, sợ sẽ không còn gặp được cô nữa. Hồi nãy giờ nói chuyện là cô nói là bạn dạ dạ rồi khóc không à. Cái bạn mới quay ngốc lên, bạn thấy khuôn mặt cô rất là xinh mọi người, không phải giống như trong quan tài đâu, mà là một cái làn da trắng hồng. Cô nhìn bạn cô cười, bạn nói thiệt nha, tới bây giờ bạn còn nhớ nụ cười đó nữa. Rồi cô nói một lần nữa là cô đi nha. Bạn thấy ở trước cổng nhà bạn không phải là khung cảnh thường ngày, mà nó nguyên cái vòm sáng luôn, nó sáng trưng vậy đó, nhìn cái chói mắt ngay. Là cô đi mắt hút vô trong, bạn giật mình tỉnh giấc. Thì hiện tại là bạn đang ở nước ngoài, bạn chuẩn bị về Việt Nam nè. Bạn nói không biết là có nên kể cái chuyện này cho mẹ của cô hay không, tại vì sợ mẹ của cô sẽ buồn khi nghe câu chuyện này á. Thì bạn chắc chắn sẽ đến thăm cô, đến viếng mộ cô, và sẽ nói và kể cho cô những cái điều mà trong cuộc sống á, bạn gặp phải, rồi những cái điều bạn hứa và bạn giấc mơ bạn từng kể với cô. Thì mình nghĩ là nên kể cho mẹ của cô đi, dù sao á, cô xuống dưới cũng có một cái kết khá là viên mãn, và mẹ cô cũng sẽ an tâm hơn. Nói đâu người đầu bạc tiền ghé đầu xanh ai thấu đâu ha, rất đau luôn á. Cô ở như vậy là cô báo hiếu cho ba mẹ xong hết á, cô mới đi lấy chồng. Cô sợ là khi lập gia đình xong không có thời gian lo cho cha mẹ, do đó là cô ở vậy đến 30 mấy tuổi luôn á mọi người. Thì cô mất là do bệnh ung thư máu, do đó là người cô á nó vàng khắp người luôn. Và thêm một điều nữa là có nhiều bạn đi học sẽ thích giáo viên, nhưng mà còn nhỏ tưởng đó là yêu á mọi người. Mặc dù các bạn có xu hướng tính dục đồng giới luôn, thì các bạn cứ hiểu lầm đó là yêu thôi. Nhưng mà có yêu thật hay không á, thì cần thời gian. Khi các bạn đi làm xong rồi quay lại á, thật sự còn tình cảm ta mới gọi là yêu. Nếu mà cho dù người đó có thích bạn đi chăng nữa, bạn còn học sinh á, người ta cũng không có chọn bạn đâu. Tại vì tình yêu á, có tiền á, thì kiểu sinh hoạt đời sống cơm áo gạo tiền nè, thì nó mới đảm bảo được cho mối quan hệ lâu dài. Chứ mà học sinh thích thì họ sẽ không chọn, chắc chắn 100% sẽ không chọn các bạn. Các bạn là người lãnh hậu quả đau nhất.
Ngành giáo dục là ngành nhạy cảm nữa, các bạn cũng biết được mà. Đại học thì mình không biết nha, nhưng cấp 1, cấp 2, cấp 3 giáo viên sẽ không công khai xu hướng tính dục của mình đâu. Có khi họ có xu hướng tính dục đó, họ còn bác bỏ nó đi nữa. Do đó là đừng có quen giáo viên. Thì khi các bạn mà chia tay một cái, các bạn sẽ không muốn đến trường, các bạn sẽ lơ đãng học tập. Không ai muốn đến cái nơi mà có người yêu cũ của mình cả, có cái người mình ghét cả. Vậy đó, từ từ thôi. Ngoài việc đó, mình có một giáo viên á, luôn luôn ủng hộ, động viên mình từ cái lúc mà gia đình mình gặp nhiều khó khăn, bản thân mình nó rơi vào vực đáy. Trong khoảng thời gian đó mình thường suy nghĩ về tự tử mọi người. Nhưng bây giờ là theo đuổi đam mê, có một xíu thành tựu, có kinh tế, mình đã dần dần trả ơn cô rồi. Và cũng như đây là lần cuối mình nhắc về cô, cảm ơn cô rất là nhiều. Và mỗi lần mình nói chuyện về cô nha, bạn bè, giáo viên khác, đồng nghiệp, hoặc là những người mà xung quanh biết cô, người ta thường ca ngợi về gia đình cô, chồng cô, con cái cô. Thì chúc cô á, bây giờ mãi về sau luôn, gia đình ấm no, hạnh phúc và viên mãn. Chúng ta đến câu chuyện tiếp theo nha. Câu chuyện tiếp theo này của chị Hà gửi về cho mình. Hiện đây là sinh viên năm tư của một trường đại học ở Sài Gòn. Chị đang ở ký túc xá nha. Thì chị kể là chị sẽ nói hết tất cả cái chuyện tâm linh chị gặp phải hồi cấp 2 đến hiện tại luôn. Lần đầu tiên là khi đó chị đang học cấp 2. Buổi tối hôm đó cả gia đình chị đi ra ngoài chơi, kiểu như thường đi qua nhà hàng xóm chơi lắm. Cái chị ở nhà một mình, phòng của chị là ở trên lầu á. Chị lên trển, chị ngồi vô bàn học á, chị học, đi làm bài. Thì lúc mà chị làm bài được khoảng thời gian đâu 8-9 giờ tối rồi nha. Chị học á, thường là sẽ tắt cái đèn phòng, mở cái đèn bàn học thôi. Lúc đang học chăm chỉ thì nghe tiếng kiểu người ta hát mà người ta ngậm trong họng á. Đây là cái cách hát mà mẹ chị thường hát lắm. Ví dụ như mẹ đang làm việc gì đó, nấu cơm, giặt đồ, mẹ sẽ hát như vậy. Chị cứ nghĩ là mẹ chị á, mà cái giọng này hay lắm nha. Cái chị mới nói to lên là mẹ hả. Lúc này mình thấy không gian nó im phăng phắc gì đó, kể cả tiếng hát cũng mất đi rồi. Thì bạn mới nhìn xung quanh nè, nghĩ là mình nghe lầm thôi, tiếp tục học bài. Đôi khi mà học nhiều quá thì mình cũng gây cái kiểu nghe âm thanh lạ lạ, hoặc là mình tự nghĩ cái âm thanh đó trong đầu gì đó. Thì bạn nghĩ như vậy nên tiếp tục học. Học một lát xong á là cái âm thanh đó nó gần hơn đó mọi người, kiểu như sát bên tai bạn luôn. Mà nó dài mà nó cao hơn nha. Thì cùng lúc đó anh của bạn á, đi vào nhà, nghe ổng nói chuyện với ai rất là to tiếng. Thì bạn mới hỏi là mẹ hả. Bạn nói to hô lớn lên luôn. Anh hai bạn trả lời ngay tức khắc là mẹ chưa có về đâu. Xong cái bạn đứng phắt dậy, bạn chạy xuống phòng khách luôn. Thì tại vì cái lúc mà bạn đứng lên bạn không thấy ai cả, mà âm thanh nó kiểu nó vang 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 á trong phòng bạn luôn, là bạn chạy xuống mà không kể cho ai hết. Bạn ngồi dậy đến khi mẹ về á thì bạn mới lên phòng, bạn bật đèn lên, bạn lên giường ngủ. Lần tiếp theo cũng là năm bạn học cấp 2, thì không hiểu sao nha, dạo đó cứ 1-2 giờ sáng bạn sẽ ngủ rồi giật mình tỉnh giấc. Mà cái trạng thái giật mình á, một là giật bẵng lên, hai là sẽ lờ mờ mở mắt trong tình trạng mê man rồi rất là khó tỉnh lại, kiểu như cứ ngủ chập chờn như vậy. Thì mỗi lần mà thức giấc như vậy nha, bạn thà là bật dậy qua phòng của ba mẹ ngủ với ba mẹ, ngủ một mạch đến sáng luôn. Có một cái lần á, không hiểu là bạn mơ hay là bạn ngủ, nhưng mà lúc đó là bạn nằm nha, bạn thấy được là toàn khung cảnh của cái phòng luôn, y chang cái lúc bạn ngủ thôi. Đó là bạn sẽ tắt cái đèn lớn, mở cái đèn nhỏ, mà cái bóng đèn ngủ của bạn nó cũng sáng nữa. Cái lúc đó là bạn đang nằm trên giường và có dân mùng ngủ xung quanh nha. Các bạn thấy là xung quanh cái phòng bạn có nhiều người lắm cơ, kiểu như cái chợ luôn vậy á, có nam có nữ, có con nít nữa, họ có đội nón, có mang kính luôn mọi người, trong bóng đen mà không thấy mặt mày gì đó. Bạn hiểu, bạn thấy rồi bạn hình dung được họ. Sau đó bạn thấy là có một cái chàng trai thanh niên nha, độ tuổi chắc 18, 19 thôi, là một cái bóng đen cao lắm, đâu bạn nghĩ là 1m7, 1m8 á, tự nhiên đi lại chỗ cái giường ngủ của bạn. Thì bạn có dăng cái mùng mà người ta đưa cái mặt là kiểu áp sát cái mặt vô mùng luôn. Và khi mà áp sát cái mặt đó vào được cái mùng rồi, còn đẩy cái mặt xuống kiểu sát bên cái mặt của bạn á, mặt đối mặt vậy nè. Thì khi mà bạn thấy cái người đó áp sát như vậy, bạn sợ lắm, bạn chỉ thấy đang lùi lùi vậy thôi. Cái trong giấc mơ bạn quay được mọi người, bạn quay vô cái phía tường á, mặt bạn đối mặt vô tường. Xong cái bạn vẫn cảm giác là cái chàng trai đó áp sát cái mặt vô cái gáy cổ của bạn nha. Bạn sợ quá thì trong giấc mơ đó bạn bật dậy, bạn chạy qua phòng ba mẹ. Thì cái chàng trai đó thấy mà bạn bật dậy, bạn tung cái mùng, bạn la lên, bạn chạy á, cái người đó cứ nhìn theo bạn chạy thôi chứ không có rượt theo. Tiếp nữa nó mới ghê, đó là khi mà thấy bạn qua đến phòng ba mẹ, bạn qua tới bạn thấy ba mẹ ngủ đó, bạn phóng cho bạn ngủ lên giường luôn. Thì cái người đó trong lúc bạn đang nằm như nè, bạn nghe tiếng bước chân, xong rồi tiếng mở cửa, rồi qua đến phòng của ba mẹ bạn, thấy cái chỗ bạn nằm á là đứng kế đó, xong rồi đưa cái mặt áp sát từ từ như nè,
với mặt bạn nữa là bạn giật mình tỉnh giấc. Khi mà bạn tỉnh giấc á nha, bạn giật nảy người lên luôn, giống như cái hiện tượng mà chết giả nha mọi người biết không? Khi mà cái não mình nó biết mình trong trạng thái mê man mà chuẩn bị thiếu oxy chết giả rồi đó, nó sẽ nảy như vậy để coi mình còn sống hay không, một cái phản ứng thôi. Khi bạn giật nảy người như vậy xong bạn bật mà ngồi thở là trong phòng bạn lúc đó là mới 2-3 giờ sáng thôi, thì bạn không thấy ai hết, vẫn là cái phòng của bạn một mình nên bạn à. Thì bạn quyết định đó là ngồi đó thức cho đến sáng luôn chứ không có ngủ lại nữa, ngủ lại sợ thấy. Thức là không kể va luôn nha, giấu nhẹm cái chuyện đó đi. Thì một lần duy nhất mơ thấy người con trai đó thôi là không có thấy nữa. Nhưng cái việc bị đè ngủ trong phòng á thì lâu lâu nó vẫn có. Trường hợp đè 5-10 phút mà chỉ cần niệm Phật sẽ hết. Cái lần thứ ba mà bạn nhận thức được á, có người trong nhà bạn. Hôm đó là bạn từ ở nhà trọ về lại nhà bạn. Do là học cấp 3 xa nhà, bạn mướn phòng trọ, có dịp lễ mới về nhà thôi. Bạn vẫn ngủ ở trong phòng của bạn. Phòng bạn mà đi học xa thì để trống gì đó, không có cho ai ở chứ á, anh bạn đã có phòng riêng rồi. Thì cái tối hôm đó đang ngủ ngon lành như vậy, tự nhiên giật mình tỉnh giấc, nghe cái tiếng đi bằng cái gót chân nha mọi người, không phải là đi bằng bàn chân là nghe tiếng bẹp 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 đâu, đi bằng gót là nó đục 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 như nè. Thì cái tiếng người đó đi á từ cái hành đầu hành lang xong tới trước cửa phòng bạn, là quay người lại đi tiếp đến đầu hành lang xong rồi đi tiếp đến cửa phòng bạn, cứ như vậy hoài luôn, xuyên đêm luôn mọi người. Do có kinh nghiệm từ những cái lần nhát trước thì cái lúc đó là chị niệm Phật, niệm nhẩm trong miệng đến ngủ quên thì thôi, sáng bận rộn không có nhớ, cho đến khi mà nghỉ lễ xong về đến cái phòng trọ mới nhớ nha. Thì chị ở phòng trọ với hai người bạn nữa, hai người bạn nữ này có xe, thường xuyên về quê lắm, chị thì đi xe lớn kiểu như là xe khách này kia, lâu lâu có dịp mới về, mấy người đó là cuối tuần sẽ về. Thì hai người đó về đi, chị sẽ ở một phòng một mình ở một khoảng thời gian không có thấy gì hết. Nhưng có cái hiện tượng nha, đó là khi hai người đó về quê, chị nấu cơm, chị cắm cơm từ cái đêm hôm nay đến sáng hôm sau nó sẽ mốc ôi thiêu và có mùi rất là kiểu như hôi tanh lắm kìa. Mà khi có hai người bạn ở cùng chị á thì chị cắm cơm qua đêm luôn, sẽ không có hiện tượng đó. Thì chị không kể cho bạn bè nghe nha, im phăng phắc luôn. Một lần khác thì hôm đó là gần Tết đó mọi người, bữa đó mọi người rủ nhau sẽ đi chùa, nhưng mà hai người kia có xe, chị không có xe. Xe của hai người đó chở duy nhất được một người thôi, cái người chạy á. Thì lúc này á, nói bàn một hơi, chị nói là thôi để tính sau đi, rồi xong mọi người đi ngủ trưa. Thì ngủ trưa từ 12 giờ mấy á, cho đến đâu tầm 1 giờ mấy là mấy người đó thức dậy xuất phát chuẩn bị đi á. Thì lúc này mấy người đó sửa soạn gần xong rồi, cái tự nhiên á chị bị ai dỗ vô vai, dỗ một cái bóp rồi nói bên tai là dậy dậy đi chùa kìa. Thì chị mở mắt ra chị bật dậy, lúc này là chị mới thấy hai người đó sửa soạn nha, chứ nãy giờ mấy người đó sửa soạn là chị không biết luôn, chị ngủ say ngủ mê quá. Xong rồi trong cái cơn mê man đó đó chị nằm xuống, chị sực nhớ là mình không có xe nên không có đi được, rồi chị tự nói với lòng á, nói trong đầu thôi nha, thôi để Tết về đi luôn chứ giờ không có xe để đi. Là xong, đến 28 Tết bữa đó chị về quê thì chị phụ ba mẹ chị á đi ra tảo mộ, dọn mộ mã của người thân là mời người thân đã mất về nhà ăn cơm ăn Tết luôn, có bà nội của chị nữa. Thì lúc mà chị đang dọn lúi húi từ cái mộ này sang mộ kia rồi lau sạch sẽ hết á thì đi về, rồi mọi thứ nó diễn ra suôn sẻ đêm 28 Tết nha. Đến sang 29 Tết là sau khi dọn nhà cùng ba mẹ xong, buổi trưa chị mệt quá chị mới vào phòng để nghỉ trưa một xíu, thức dậy sẽ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà tiếp. Lúc đó ngủ trưa một lát xong tự nhiên chị nghe tiếng con nít nha, tiếng con nít cười khay khảy khay khảy ở bên tai chị á, kiểu chị nằm đi thì nó ngồi bên đầu đầu giường của chị luôn, nó ngồi nó cười xong nó nói. Thì chị nghe được là à, sao ngủ người ta về nhà mà không có dặn chân gì, đói. Cùng lúc đó trong cơn mê man á, chị ý thức là chị chuẩn bị đè luôn á, là chị vừa quay người qua là cứng khừ cái người luôn, là chị biết nha ba mẹ chị á đang chuẩn bị đồ mà đặt lên bàn thờ cúng nữa, chị nghe được hết luôn, không thể nào mà nói chuyện được hoặc là quơ tay quơ chân được nha, nó cứng lắm. Cái chị nghe được cái tiếng dĩa đặt lên bàn thờ cạch 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 cạch, kiểu sắp xếp vị trí dĩa để cúng luôn á. Rồi cùng lúc đó là nghe âm thanh bên tai kiểu mấy đứa nhỏ nó cười nó nói với nhau. Thì chị gồng một lát chị bật dậy được, chị chạy ra khỏi phòng luôn và nói với bố là bố thắp hương đi, chứ không nói thêm bất cứ từ ngữ hoặc là câu chuyện gì nào nữa. Tại vì chị luôn quan niệm nha, con nít mà nói với người lớn về chuyện ma quỷ này kia người ta sẽ không có tin đâu, mặc dù người ta vẫn có thờ có
có cúng ông bà tổ tiên đó, nhưng mà thường là người ta sẽ bắt ngang không à. Do đó chị im phăng phắc. Thì chị nói thêm sau này có tìm hiểu được là mẹ chị trong khoảng thời gian gia đình khó khăn á, thì có phá hai người anh trước chị. Do đó là đi xem bói này kia thì nói hai người anh đó vẫn theo kiểu như ở trong gia đình thôi. Chỉ có thể là hai người anh đó là cái người mà ngồi kế bên ta, hai bên của chị á, nói chuyện và cho chị thấy. Chuyện tiếp theo này nó mới kinh hãi nè. Thì khi mà chị lên Sài Gòn học, chị ở ký túc xá của trường chị nó cao, nó to lắm mọi người. Thì chị ở cái tầng 14. Ký túc xá mọi người cũng biết đó là giường tầng, thường một phòng là đến 5-10 người lận. Khi mà chị lên, chị nhận phòng á, chị ở chung với mấy chị khóa trên. Khóa trên một khóa hai khá à, rồi cũng thân thiện hòa đồng lắm. Chị nhận cái giường của chị là ở trên tầng trên nha. Thì lúc này á, cái giường của chị nó kế bên cửa sổ luôn. Rồi chị leo lên, chị dọn lúi húi lao chỗ này lao chỗ kia. Thì lúc mở cửa sổ ra, tá hỏa ra luôn mọi người. Giật mình á, nhớ nó gớt xuống gớt xuống nền đất rồi. Tại vì á, chị thấy là kế bên cái tòa nhà ký túc xá này nè, cách một căn hai căn nữa thôi, là một cái khu nghĩa trang rộng lớn và không biết bao nhiêu người nằm đó luôn. Khi mà chị thấy xong là người chị nó run cầm cập luôn nha. Chị kiểu thôi xong rồi. Hồi đó giờ bị nhát á, thì bây giờ vào đây chắc chắn cũng bị nhát. Vào đó là chị nghe những câu chuyện tâm linh ở ký túc xá, những cái thứ đó nó gom lại á, khiến chị sợ hãi nha. Nhưng mà tự chắn ngang chắc không có sao đâu. Mà chị đi học chị không xin bùa bình an rồi chú rồi gì theo bảo hộ mình luôn. Cái chị ngủ được một tuần rồi, không có chuyện gì xảy ra hết thiệt mọi người. Nó rất là êm đềm luôn. Cái hôm đó đi ngủ sớm, mà thường ngủ sớm là cũng 10 giờ, 10 giờ mấy rồi. Cái phòng của chị là trước khi ngủ chị thấy nó đang mở, và mấy chị ở giường kế bên, giường trên, giường dưới luôn, rồi cả giường dưới của chị nữa, mấy chị đó đang nói chuyện với nhau, rồi sử dụng điện thoại, và mọi thứ nó nhộn nhịp lắm. Chị mới nhắm mắt chị ngủ. Thì đặt giường chị nằm đây đi, thì ở phía dưới đó có một cái cây sào, cây sào mà thường treo áo khoác rồi nón của mấy chị á. Cái lúc đó chị ngủ, chị thấy là toàn khung cảnh luôn, y chang cái lúc chị ngủ à. Thì đèn vẫn sáng, nhưng mà mấy chị chơi điện thoại chứ không có nói chuyện với nhau. Rồi lúc mà chị nhìn vô cái cây sào đó, chị giật mình nha. Trong giấc mơ chị sợ á, tại vì chị thấy là có cái đầu người. Rồi đến khi chị lấy can đảm, chị nhìn kỹ lại á, thì đó là một cái nón và cái áo khoác mọi người. Và nó tạo thành một cái đầu luôn, y chang vậy đó. Lúc này chị mới bớt sợ nha. Thì chưa gì hết là chị vừa nằm xuống cái giường của chị. Thì do là chị nằm giường trên mà, khi một người nào đó đến cái giường của chị nha, thì cái giường dưới sẽ thấy nguyên cái người ở giường trên á, nằm nhìn qua chị thấy được cái đầu thôi. Hời ơi, chị thấy á, có một người con gái có cái đầu với mái tóc rất là dài, chị nhìn được nha. Và làn da của người con gái này chị thấy được cái trần trán thôi. Nó trắng, trắng tinh à mọi người. Cái lúc này á, chị mới sợ hãi. Chị biết chắc chắn là cái gì luôn á, chị sợ hãi. Thì chị quơ tay quơ chân, chị quơ làm sao không may cái tay chị đập vô cái đầu của cái người con gái đó. Chị đập được luôn, bằng da bằng thịt, nhưng mà khi đập vô nha, nó dội gai ngay và nó kiểu không có độ đàn hồi, nó cứng lắm kìa. Cái chị sợ á, chị co mình lại. Vừa lúc đó là người con gái này ngước cái mặt lên. Chị sợ cái chị niệm Phật á, chị thấy người con gái này ghê quá. Con mắt chỉ có mỗi cái tròng đen à, tròng đen hết trơn con mắt luôn. Nhìn chị nè, nhe răng ra. Lúc này là bóp cổ chị nha. Và bóp á, lấy cái ngón cái này nhắn mạnh vô cái động mạch của chị luôn. Chị không thở được á, thì chị niệm Phật. Rồi còn nói giọng gần là: mày dám niệm Phật hả? Và càng bóp mạnh hơn. Thì lúc đó chị càng niệm Phật, và niệm cả trong đầu, trong miệng luôn. Và lúc này là co người lại, co tay co chân, giãy giụa nha. Thì không biết là có phải do chị giãy mạnh quá, hoặc là có ai bảo hộ hay không. Thì lúc mà chị giãy xong, chị mở mắt ra, chị thấy khung cảnh phòng tối thui à, mọi người ngủ hết rồi. Thì chị mới sợ quá. Nhưng mà lúc này không hiểu vì sao mắt nó cứ liêm diêm buồn ngủ nha. Chị mò một hơi á, ra cái điện thoại. Thì cầm điện thoại đó mở lên á, 2 giờ sáng mọi người, y bon 2 giờ sáng luôn. Đúng luôn, không lệch một phút, một giây nào hết. Thế xong á, con mắt chị nó cứ nhíu vậy nè, muốn ngủ lại. Cái cơn buồn ngủ đó bắt đầu chị có ý thức nha. Thì chị nhớ là trong cái ba lô chị đặt ở dưới chân giường nè, nó có một con dao ở ngăn ngoài. Thì chị biết, chị nghe người lớn nói là ma người ta sẽ sợ dao lắm. Cái chị bắt đầu cố gắng nhướng người lên. Lại ba lô á, chị kéo, chị lấy con dao, chị cầm trên tay luôn. Cầm trên tay luôn, ghê không? Rồi một bên còn lại á, là cầm điện thoại lướt. Thì lạ một chỗ, khi chị cầm con dao trên tay là chị không có buồn ngủ nữa. Từ khi cầm con dao trên tay là không buồn ngủ nữa. Và nó có một cái kiểu như một cái dòng lạnh
dòng lạnh nó chạy dọc đi nè, là chị lướt đến đâu tầm 4 giờ mấy á là nhắm mắt ngủ nha. Nhắm mắt ngủ xong á là cũng bị đè nhưng nhẹ nhẹ thôi, kiểu như tay chân mình nó bị ê trong một khoảnh khắc nào đó, một khoảng thời gian ngắn nào đó. Sau đó là mở mắt ra, tìm điện thoại, mở lên 5 giờ mấy sáng, rồi ngủ nữa cho đến sáng hôm sau luôn. Rồi cái dịp tiếp theo chị về quê á, chị có kể cho mẹ cái chuyện ở ký túc xá. Bắt đầu câu chuyện cho người lớn tin hơn là chị nói vấn đề mà có cái nghĩa trang gần ký túc xá, sau đó là cái chuyện bị đè ký túc xá, thì được nước mẹ chị tin á. Mẹ chị tin tin vậy nè, cái chị nói luôn cái chuyện hồi nhỏ đến lớn ở cả trong nhà luôn nha. Thế là mẹ quen một người không phải là thầy bói đâu, cái người này á là ở trong chùa, kiểu soi ở trong chùa thôi, người ta theo Phật pháp á, rồi kêu là gửi ngày tháng năm sinh của chị qua âm lịch đó nha. Thì mẹ gửi qua xong thì cái người đó nói là để xem một xíu, thì xem xong soi xong ở trong chùa luôn nha, mới nói là kiểu coi tử vi mọi người. Thì tuổi của chị cái năm đó là cái năm mà người ta dễ nhát, kiểu năm chị yếu nhất, do đó là muốn hết á. Thì bây giờ thử đi, đầu tiên là trước khi chị ngủ á, chị đập tỏi nhuyễn ra, xong chị thoa trên lòng bàn chân, thoa cả hai lòng bàn chân nha, rồi uống 3 ngụm nước, làm cái đó 3 ngày á, nếu còn á là phải về quê để bà đó trị ngay lập tức. Hôm sau về lại ký túc xá chị làm theo, chị dập nhuyễn tỏi luôn, cái chị thoa lòng bàn chân, mặc dù nó khá là hôi đó nhưng mà bây giờ phải trị thôi. Mấy chị trong phòng cũng phàn nàn, mình chỉ cần thoa lên xong mình buộc cái bọc với cái chân mình là được rồi. Thì may á, 3 hôm tiếp theo không mơ, không bị đè, không bị gì nữa khi ngủ ở ký túc xá. Rồi chị mới nói với mẹ là không cần về để cho bà đó xem đâu, tới bây giờ là vẫn ổn, vẫn đang ở ký túc xá. Thì lâu lâu chị vẫn bị ghẹo nha, bằng cách là người ta sẽ cho chị nghe âm thanh tiếng xả nước nè, tiếng đi guốc, rồi lâu lâu là lấy tay của chị á kiểu gờ 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 kéo lên thả xuống. Thì giờ chị cũng lờn, không có sợ nhiều. Mỗi lần như vậy á là một là sẽ làm theo cách cũ, hai là sẽ niệm Phật thôi. Chị nói dạo này hay nghe mình kể chuyện và gửi chuyện về cho mình chia sẻ. Các bạn nghe chuyện này có thấy bản thân trong đó không? Có ai mà bị nhát trong ký túc xá không? Có thì gửi chuyện về đây chia sẻ để mình kể nha. Cuối cùng thực hiện xong lời hứa kể những câu chuyện tâm linh cho mọi người nghe rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cuối video nha. Bye bye, hẹn gặp lại tập sau.